Hôm nay Trâm xin được chia sẻ đến các bạn món xíu mại viên. Nguyên liệu làm xíu mại viên của mình á thì gồm có hành tây, mình chỉ xài nửa củ thôi, hành tím để mình băm, mình làm hành phi, 3 quả cà chua. Các bạn nên nhớ lựa cà chua màu cho nó thiệt là đẹp thì cái sốt cà của mình nó sẽ ra màu rất là đẹp. Đây là củ su hào. Ở bên xứ của mình á không có củ sắn cho nên mình thế cái củ này bằng củ su hào. Cho nên nhưng mà mình chỉ xài phân nửa thôi, chút nữa mình sẽ cắt. Mình muốn để nguyên trái để cho các bạn coi, đây là củ su hào. Và bột bắp của mình á thì mình xài 1 muỗng ăn bột bắp. Đó các bạn ha. Và 500 gram thịt. Thì nếu các bạn thích á thì các bạn xài thịt heo và có mỡ. Còn của mình á thì mình xài 250 gram thịt bò, 250 gram thịt heo. Trong thịt heo thì nó mới có một miếng mỡ thôi. Ổ bánh mì thì mình chỉ xài phân nửa để mình ngâm, mình bỏ vào trong viên xíu mại. 1 quả trứng gà. Đậu hành lá thì mình sẽ phi cho nó thơm. Bây giờ ổ bánh mì mình cắt phân nửa ra, mình đi ngâm nước hoặc là các bạn có thể ngâm với sữa tươi đều được hết nha. Còn hành tím thì mình thái mỏng nó ra, mình đem đi phi. Còn nửa củ hành tây thì mình thái hạt lựu nó nha. Mình chỉ xài nửa củ nha. Rồi, kohlrabi đã cắt vỏ rồi. Giờ mình thái sợi. Dầu nóng thì mình bỏ hành tím vào nha. Mình đừng có để nó vàng quá nha, là nó chút hồi nó bị khét. Mình tắt bếp nè. Mình để cho nó hơi vàng vàng thôi nha. Nè các bạn coi, đó, nó hơi vàng vàng thôi. Rồi chút hồi nữa nó còn vàng nữa đó, vì bên trong nó cũng còn dầu nóng á, nước nó đã lăn tăn rồi. Giờ bỏ vô mình trần sơ thôi, và mình trần nó vài phút thì mình thấy cái vỏ của nó nè sẽ nứt ra nè, thì mình vớt nó ra. Nè các bạn coi nè, đó, nó nứt cái vỏ ra nè. Thì mình vớt nó ra. Còn phần nước nó lăn tăn như vậy, nó sôi lăn tăn thì mình trần cái củ su hào của mình vào. Mình trần nó khoảng vài phút. Khi mà mình trần á, mình thấy cái củ su hào nè, nó trong lên. Có nghĩa là nó đã vừa chín tới rồi đó. Thì mình vớt nó ra khoảng 2-3 phút gì đó thôi. Tùy theo cái miếng cắt của mình to hay nhỏ. Các bạn thấy không? Mình cắt nhỏ cho nên chỉ cần 1-2 phút là nó đã chín rồi. Thì mình vớt nó ra luôn. Còn cái nước của cái trần mình luộc cái này nè, mình đừng có đem đổ. Để chút nữa mình bỏ vô trong nước sốt luôn. Chua mình vừa mới trần qua nè. Giờ mình lột bỏ cái vỏ rất là dễ nè. Thấy không? Rất là dễ luôn. Mình bỏ hạt đi. Nếu mà mấy bạn không có... Tại vì cái hạt của cái cà chua nó cũng không có làm cho mình... Cơ thể mình nó không có tiêu á.
nên mình bỏ luôn cái hạt bên trong nè. Mình bỏ hạt luôn. Nó chưa có chín tới, nó vừa mới chín tới chút xíu thôi chứ nó không có chín đâu nha mấy mấy bạn. Nên mình bằm nó dễ lắm. Mình thích ăn có một chút xíu cà chua cho nên mình không có bằm thiệt là nhuyễn, mình bằm theo cái kiểu mà để lại một chút xíu hạt lựu. Bởi vì khi mình ăn mình nhai chúng cà chua nó rất là ngon nữa. Rồi củ su hào của mình hồi nãy nó cũng đã nguội rồi nè. Bây giờ mình đổ nó vô trong cái khăn của mình đó, là mình đã trụng nước sôi để cho nó sạch sẽ rồi ha. Mình bỏ nó vào trong cái khăn, mình cuộn nó lại để mình vắt cho nó khô, vắt cho thiệt là khô. Đó, lấy ra mình cắt nhuyễn nó, mình thái lại hột lựu để mình bỏ vô thịt. Rồi, su hào của mình đã thái nhuyễn rồi, mình bỏ nó luôn vào trong tô thịt luôn nè. Mình quay trở lại với miếng bánh mì hồi nãy, nửa ổ bánh mì mình đã ngâm nước hoặc là ngâm với sữa tươi tùy các bạn. Thì bây giờ mình cũng vắt nó, mình đổ vô trong cái khăn hồi nãy á, mình đã sử dụng cái khăn á, giờ mình đổ trở lại cái khăn và mình vắt ráo nó luôn ha, vắt ráo bánh mì luôn. Lúc này thì bánh mì của mình nó rất là mềm rồi. Dạ, bánh mì của mình đã được vắt nó khô như vậy rồi. Mình cắt nhỏ ra. Và tiếp theo cái tô thịt của mình sẽ bỏ thêm vào đó là hành tây, hồi nãy mình đã cắt hạt lựu rồi nè, mình bỏ vô luôn, một trứng gà, tại vì mình có dùng thịt bò đó, mình muốn cái trứng cái này của mình nó mềm, các bạn không? Đây là hành phi nãy mình vừa phi á, giờ mình đổ vô luôn. Mình lấy luôn cái dầu, cái nước dầu hành hồi nãy luôn. Tại vì thịt bò nó không có nhiều mỡ như thịt heo. Bỏ vô luôn một muỗng bột bắp. Cái đó bột bắp để mình tạo chất kết dính cho cái viên xíu mại của mình. Mình bỏ muối ha. Một muỗng muối. 2 muỗng muối, cái này là bạn nêm theo khẩu vị gia đình của bạn á. 2 muỗng rưỡi muối, một tí xíu ha. Thì mình dùng cái muỗng nhỏ lắm. Và đường, muối đường. Rồi bạn bỏ một chút xíu hạt nêm vô. Sau đó mình cho một chút xíu tiêu vô cho nó thơm. Và bây giờ mình trộn hỗn hợp thịt của mình hồi nãy mình vừa mới bỏ vào. Các bạn nhớ trộn cái này cho nó kỹ nha.
cái rau của mình á, trộn cho thiệt là kỹ vô. Các bạn cũng nên nhớ lưu ý là đừng có chọn loại thịt mà nhiều mỡ quá, thì nhiều mỡ quá nó cũng sẽ làm cho thịt mình bị nhão đó nha. Các bạn có thể trộn tay như vậy, còn không các bạn có máy đó, KitchenAid, các bạn có thể dùng cái máy bạn trộn lên cho nó quết dính lại. Nếu không thì mình cứ trộn bằng tay như vậy thôi. Rồi, để đốt cháy cái công đoạn nấu ăn của mình cho nó nhanh á, thì các bạn lấy cái sửng ra, các bạn đổ một chút xíu nước, các bạn bật lửa lên để nấu cái nước cho nó sôi, để làm cho cái sửng của mình đó nó nóng lên. Rồi trong lúc này á thì thịt mình đã làm được rồi nè, nó đã quết lại được với nhau, nó cuộn lại với nhau rồi nè. Thì mình sẽ vo viên nó, bỏ ra đĩa rồi mình đem đi hấp. To hay nhỏ thì tùy các bạn vo viên nha. Em vo lại nó vừa ăn nhỏ nhỏ vậy thôi. Các bạn có thể dùng dầu ăn á, thoa lên cái tay của mình á, để cho nó không có dính vô thịt. Rồi. Bây giờ em bỏ lên sửng, em hấp. Nhưng mà em chỉ hấp ngắn thôi, để cho nó có cái phơm á, nó hơi chín lại một tí thôi, chứ em không có để cho nó chín hết. Giờ cái lò sửng của em nó đã nóng lên rồi nè, thì em bỏ vô, em hấp. Trong lúc mình hấp cái viên xíu mại của mình, thì mình bật lửa lên, mình làm một cái chảo khác để mình làm sốt cà. Mình cho dầu vô. Rồi, mình cho tỏi bằm vô. Khi mà tỏi nó bắt đầu gần vàng vàng rồi nè, thì mình bỏ cà chua vào. Mình xào cho cái cà chua nó chín chín một chút, nó lên màu một chút. Rồi sau 10 phút hấp mình mở ra mình xem, thì mình thấy nó đã chín chín rồi. Mình tắt bếp nha, mình không có để cho nó chín hết được, tại vì mình thích nó còn hơi song sống á. Khi mà mình bỏ vào sốt á, thì nó sẽ thấm cái sốt cà của mình, nó sẽ ngon thịt hơn. Mình xào cà cho nó. Cho vào trong đó một muỗng tương cà. Ở Việt Nam mình còn gọi là ketchup. Mình xào lên cho cái cà chua mình nó sền sệt lại. Rồi, bạn coi khi mà cái cà của mình xào nè, nó lên màu nè. Đó. Thì mình mới bắt đầu mình đổ lại cái nước hồi nãy mà mình trần qua củ trái củ của mình á. Củ su hào đó, mình đổ vô. Đổ vừa vừa nước thôi nha các bạn, chứ đừng có đổ một lần nhiều quá. Đổ từ từ thôi, để mình dễ định lượng á. Các bạn thấy cái màu nó lên rất là đẹp không? Và bây giờ á, cái sốt của mình á, nó đã ổn rồi đó. Thì bạn nêm muối, đường, bột ngọt gì đó, tùy theo khẩu vị của gia đình các bạn nha. Mình nêm muối nè.
mình nêm đường nè. Cái này tùy theo các bạn phải nếm thử coi chừng, tùy theo cái độ chua của cà chua nữa đó. Mình á, thì thích cái mùi đậm đà của Việt Nam mình là mùi nước mắm, nên mình xịt vô một chút xíu nước mắm vào trong cái nước sốt. Sau đó mình lấy bột bắp của mình nè, một muỗng. Rồi mình lấy cái nước củ quả hồi nãy của mình á, nó đã nguội rồi đó, mình đổ vô bột bắp luôn một chút xíu thôi nha. Rồi mình trộn bột lên. Rồi mình đổ vô từ từ để mình làm cho cái nước sốt của mình nó sệt lại theo cái kiểu mà các bạn thích. Vì cái sốt này là nó phải sền sệt. Cứ đổ từ từ thôi nha các bạn. Nó sền sệt. Mình làm cho cái nước sốt của mình nó sền sệt như vậy thôi nè. Đó, các bạn thấy không? Nó sền sệt thôi. Rồi bây giờ mình bỏ thịt vô. Rồi bây giờ là mình bỏ thịt vô, nãy mình mới hấp nè. Cái thịt của mình nó chưa có chín đâu, nó mới chín tới thôi. Và cái phần nước mà mình hấp á, ở trong thịt nó chảy ra nó, mình đổ vô mình xài luôn. Rồi mình hầm nó vài phút cho nó thấm vô trong cái thịt của mình. Em thích ăn sốt nên em làm hơi nhiều sốt một tí. Mà quý vị nào không thích sốt nhiều thì làm ít lại. Bây giờ em múc nó ra chén nè. Vì coi. Vậy là Trâm đã làm xong món xíu mại viên. Với món xíu mại viên, các bạn có thể ăn kèm chung với lại bánh mì hoặc là cơm trắng cũng rất là ngon.